Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC 16. Thưa quý vị, sáng nay 26 tháng 10 thì bão Molap đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 trong năm nay. Hiện tại thì vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 570 km về phía đông đông bắc với cường độ mạnh cấp 12, giật cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới thì bão số 9 sẽ di chuyển theo hướng tây, vận tốc là 20 cho đến 25 km mỗi giờ và có khả năng là còn mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 10, vị trí tâm bão sẽ cách đảo Song Tử Tây khoảng 270 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 15. Với tốc độ di chuyển nhanh, khả năng là bão số 9 sẽ đi vào đất liền khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Phú Yên vào ngày 28 tháng 10. Những thông tin về cơn bão này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin thời sự và bản tin thời tiết trên kênh VTC 16. Mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và cũng do ảnh hưởng của bão Molap nên khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Đông Nam của quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa sẽ có mưa bão, gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, sóng biển cao từ 8 cho đến 10 mét, biển động dữ dội. Trên đất liền, do ảnh hưởng của hoàn lưu mây vùng thấp sau cơn bão số 8, các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Nghệ An có mưa lớn với lượng mưa từ 40 cho đến 80 mm, có nơi là trên 100 mm. Người dân cần phải đề phòng hiện tượng ngập úng và sạt lở đất đá. Tây Nguyên và Nam Bộ đã được đón những ngày nắng ráo trở lại sau khi hoàn lưu của cơn bão số 8 không còn. Riêng phía Nam của khu vực Tây Nguyên vẫn có khả năng xảy ra mưa rào và dông mạnh vào chiều tối và đêm. Trở ra với thời tiết tại khu vực phía Bắc, toàn bộ khu vực này sẽ có mưa vào chiều tối, trời rét nhẹ về đêm và sáng, ngày trời nhiều mây với nhiệt độ dao động từ 20 đến 25 độ C. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các vùng vào ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi.